Chỉ sau 3 ngày mưa to, nước lũ trên suối Khani cuồn cuộn đổ về, cuốn phăng hai ngôi nhà và làm đứt sạt một đoạn đường dài hơn 7 mét trên tuyến tỉnh lộ 521D. Lớp bê tông mặt đường kiên cố cùng hệ thống cống thoát nước đổ sập hoàn toàn, cô lập bản Lát, xã Tam Trung trong hơn một tuần. Lương thực dự trữ dần hết, người dân buộc phải dựng một cây cầu tạm để vận chuyển hàng hóa và giúp đỡ những người thân trong bản. Đường xá thì đi thế này thì dân là rất khó khăn đi lại ấy. Thì có nhà thì không có cơm có đấy, đi mà đi mua đi đấy cũng không có đường mà đi. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, mưa lũ đã làm đứt đường tại 8 điểm trên tuyến đường tỉnh 521D, con đường huyết mạch nối trung tâm huyện Mường Lát với xã Mường Lý, chia cắt 4 bản là bản Lát, bản Suối Lóng, bản Trà Lan và bản Triềng Nưa. Trong đó, chỉ tính riêng từ km 9 đến km 11 đã có đến 4 điểm đứt gãy. Tính đến thời điểm hiện tại, các phương tiện ô tô vẫn chưa thể tiếp cận được với 4 bản nói trên. Ngoài 8 điểm được xác định là đã đứt gãy và mất đường hoàn toàn, thì tuyến tỉnh lộ 521D cũng đang có tồn tại rất nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, che lấp hoàn toàn con đường như thế này. Và để phục vụ nhu cầu dân sinh thì hàng ngày, rất nhiều người dân vẫn phải chấp nhận bất chấp nguy hiểm để lưu thông qua những tuyến đường mòn trơn trượt mà khoảng cách từ đường mòn đến mép vực, chỗ dài nhất cũng chỉ được tính là chưa đầy 1 mét. Ước tính, khối lượng đất đá sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 521D lên tới gần 77.000 mét khối. Sở Giao thông đang tập trung 2 mũi thi công từ thị trấn xuống và từ Trường Nưa lên để san lấp dọn đất sạt ta luy dương và khắc phục một số điểm ta luy âm nhỏ và nghiên cứu một số cái biện pháp sử dụng dọ thép rồi cống tạm để mà thông tuyến tạm thời. Trong thời gian này thì bà con nhân dân và các cái tổ chức từ thiện có thể đi tiếp cận thông qua toàn tuyến thì phải đi tiếp qua đường thủy. Còn một số điểm lân cận gần các cái thị trấn và cầu Trường Nưa có thể đi tạm bằng xe máy. Khó khăn lớn nhất hiện nay trong việc khắc phục thiệt hại mưa lũ trên tuyến 521D là tồn đọng quá nhiều điểm đứt gãy nghiêm trọng. Trong đó có những điểm chiều sâu đứt gãy lên tới 16 mét. Các phương tiện máy móc chưa thể tiếp cận hiện trường để tiến hành thi công vá điểm đứt gãy. Do đó, công tác cứu trợ cho các khu vực dân cư sinh sống dọc tuyến 521D vẫn đang phải phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện xe máy và sự chủ động của người dân.